hòa rồi. Và Hùng vẫn tin, đặt niềm tin cho tay vợt Nhật Bản. Hùng là đội hình 1, còn mọi người đội hình 2 Hàn Quốc thì kệ mọi người. Ui, chém kìa. Thế nhỉ? Của em Nhật thắng. Ok, Trung Nguyễn Ngọc cũng về đội của Hùng Nhật thắng, trong khi anh Trọng Hiệp lại về đội của Hàn Quốc. Đội ai? Đội Cam 12. Có vẻ hai bên cổ động viên có vẻ đang tương xứng với nhau rồi. Có ai nhận Nhật Bản không nào? Ok, Ngọc Toản bắt Nhật Bản. Ok, Nguyễn Phương lại bắt Hàn Quốc. Ok, xin chào hai Nguyễn Phương. Các cổ động viên này vỗ tay rất nhiệt tình. Vậy là trận đấu thứ nhất, trận đấu thứ tư, trận chung kết thứ tư ở nội dung. Nội dung đơn nữ đã bắt đầu rồi. Ok, trọng tài đã bắt đầu cho trận đấu. Cho trận đấu bắt đầu. Không đều. Chạm cầu rất hay. Vâng, điểm số đầu tiên cho ban chạm cầu thành công của đội tuyển nữ từ Nhật Bản. Chia sẻ live stream với ạ. Phát cầu quá bậc. Nhìn chóng hết cả mặt. Hay thế nhỉ. Cũng rất thích các pha hất cầu của vận động viên. Điều góc rất hay. Các vận động viên thực sự di chuyển khá bon. Ok, vậy là Hùng đã được tiêm nước rồi. Đã được tiêm nước rồi và sẽ bình luận nó đỡ khàn tiếng hơn, cũng như bình luận sẽ ngọt hơn. Xin phép mọi người mời mọi người uống nước nha. 2015. 2012. Bên kia. 2002 là 17. 17 mới đây. Đứa 2002. Thực sự nước quá ngọt. Điểm đang là 3-1 cho Hàn Quốc. Chỉ ở cầu khá hay, bắt lưới rồi. Bắt chỉ còn đôi nữ và đôi nam thôi. Trận đấu hay nhất đôi nam sẽ được ban tổ chức cho thi đấu ở cuối cùng để có thể giữ chân các khán giả ở lại. Rất khéo léo. Em Nhật múc mít di chuyển nhanh lắm. Liên tục là những tình huống đạt thắng nhá. Set 1 thì 21-16 và set 2 thì là 21-7. Nhéo lưới rất hay, tuy nhiên tay vợt đến từ Nhật Bản có cái tay và cái chân khá dài. Bỏ cầu chính xác đó là cùng. Đến từ Hàn Quốc sinh năm 2002 mọi người. Bắt đầu khẳng khẳng giọng rồi đấy. Nhanh. Điểm rút ngắn 5-6 cho Nhật Bản. Đây là một trận đấu vẫn hết sức căng thẳng và kịch tính. Chém cầu mỏng, dính. Vận sườn rất tốt. Liên tục với những pha ép cầu. Nhật Bản thủ vẫn chắc lắm. Hay thế nhỉ? Nữ hàng không phải dạng vừa đâu. Ôi, rất lăn léo, người rất dẻo. Cô bé Hàn Quốc người rất dẻo và rất dài. Yamaguchi và Okuhara đều trong sân. Đội số 2 của vũ trụ Hàn Quốc rồi. Rồi, rất nhanh. Hello Hiền Trang, chứ không biết tên. Vâng, yêu cầu cách 4 điểm, một khoảng cách cũng gọi là tương đối xa. Cùng lao
nhận ra điểm yếu của Nhật, tay vợt đến từ Hàn Quốc nhận ra điểm yếu của Nhật Bản rồi. Hạn chế về chiều cao khiến những pha lườn người không còn nữa. Hello chị Phương Lan, hello Trần Tê, hello anh Nguyễn Việt Hùng trở lại với live stream của Hùng. Tài rất nhập. Hay quá nhỉ. Liên tục là những tình huống ép góc trái của vận động viên nữ Nhật Bản, của vận động viên nữ Hàn Quốc. Cơ hội tấn công cũng chưa thể là giành được. Thứ hai 14-12 cho Hàn Quốc. Kỳ cầu quá khó. À rồi. Và Hùng vẫn tin, đặt niềm tin cho tay vợt Nhật Bản. Hùng là đội hình 1, còn mọi người đội hình 2 Hàn Quốc thì kệ mọi người. Ui, chém kìa. Thế nhỉ? Điểm 15-13. Ôi, cảm ơn mọi người, mạng vẫn tốt thì yên tâm rồi, Hùng yên tâm có thể live stream cho mọi người rồi. Sẽ có thể san hòa. Hùng đang cổ vũ cho Nhật Bản. Muốn cho Nhật, cho Hàn Quốc. Một pha cầu lỏng khá hay. Cho tay vợt Nhật Bản bị hứng cầu, cũng chắc là bị đánh lừa. Nào, đội hình 1 đâu rồi? Xem có đông hơn đội hình 2 không? Không, không. Ok, Nguyễn Văn Ngọc cũng về với đội của Hùng rồi, về với đội Nhật nhá. Có vẻ những pha cầu công của Nhật Bản hơn thua. Điểm số rút ngắn 17-18 cho Hàn Quốc, cho Nhật Bản. Mọi người rất cố gắng và rất nhẹ nhàng luôn. Cơ hội giành điểm. 18-19 trong sân đều rồi. Ok, Hiền Trang dự đoán 21-19 cho cặp đôi nào em ơi? Rồi, cơ hội vươn điểm rồi. Nhật Bản sẽ giành chiến thắng. Ăn rồi, ăn rồi, vẫn còn. Bỏ cầu không chính xác của tay vợt nữ đến từ Hàn Quốc. Ok, anh Khoa Lê đang cổ vũ cho Hàn Quốc. Xin chào đối thủ. Xin chào đối thủ của đội bạn. Xin chào cổ động viên của đối thủ. Vâng, tốt, thủ rất tốt. Ôi, tiền tuyến với Hùng Gồng cổ vũ cho Nhật Bản các mình một nào. 3-1 cho Nhật Bản với 3 điểm số liên tiếp rất xuất sắc.
rất bình tĩnh, non rồi vẫn thủ được. Nhật Bản ok, Phan Dũng và Ngọc Toàn về đội của Hùng rồi, căng mình một hết rồi. Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trong hai set thôi. Cơ hội tấn công, cầu khá sâu không được tấn công rồi. Kê lưới rất sát, tuy nhiên Nhật Bản vẫn có tình huống hất cầu khá tốt. Về cầu rất bình tĩnh. Rồi. Nhật Bản rất bình tĩnh. Chị Minh Hương ơi. Hello em Dương Ngọc Sơn. Mọi người giúp Hùng chia sẻ livestream như nào? Xét đấu 2 là hay lắm. Hàn Quốc và Nhật Bản đều có hai đại diện vào tới trận chung kết. Trận đầu tiên mà Nhật Bản thi đấu. Nội dung sau đó là nội dung đôi nam cũng là nhầm. Đây là nội dung đầu tiên mà Hàn Quốc rồi. Nửa set đấu thứ hai. Một set đấu khá dễ thở cho vận động viên nữ đến từ Nhật Bản. Bình tĩnh rồi, cô ấy đã trở lại với phong độ của mình. Trở lại với sự tinh tế của mình. Đáng tiếc một phần. Cơ hội giành điểm rồi. Không còn nữa rồi. Chị được. Ok, bên Nhật Bản đang dẫn 6-9 nha anh. Đang dẫn 9-6. Tiếp tục vòng. Ok, anh Hồ Hồng Quân vận động viên này chấp em khoảng 19 quả. Cầu tốt, cầu trong sân. Điểm 17 cho Hàn Quốc. Hồng nghĩ sẽ là 11-7. Không phải rồi. Trận đấu khá căng thẳng. Đấy, những pha kéo lưới của Nhật Bản rất sở trường. Đánh điểm rất tốt. Một chỉ một. Không. 9 đều Hàn Quốc phát cầu. Ok, cảm ơn Trần Hưởng rất nhiều. Lại một lời động viên, lại mang cho một tấn năng lượng rồi. Nhật Bản rất chủ động. Một pha cầu lỗi cho người Nhật Bản. Không, Nhật Bản vẫn duy trì khoảng cách 2 điểm. Nhưng đó là một khoảng cách không an toàn chút nào cả. 2 điểm thì sẽ rất nhanh. Vẫn chưa thể giành điểm. Ôi, vẫn qua cái Hùng tưởng vào lưới cơ. Rất mỏng. Cầu ngoài sân. Vẫn còn được kìa. Cầu trong sân. Và đặc biệt là kinh nghiệm của David Nhật Bản. David Hàn Quốc còn rất trẻ. Mới có 17 tuổi thôi. Rất nhiều các cổ động viên cho rằng tình huống đó là cầu ao và có sự phản đối, cũng như sự động cổ vũ cho tay vợt đến từ Hàn Quốc. Anh ngồi thẳng lên được không? Em nhờ một chút ạ. Mười sáu mười rồi. Lại là một tình huống cầu may mắn của tay vợt Nhật Bản. Của ai? Cơ hội tấn công giành điểm. Hay thế nhở? Ui rồi. Mười chín mười rồi. Kéo lưới kìa. Một khi đã vào tay rồi. Tiếp tục là một tình huống cầu ngoài sân. Và sau khi trận đấu này kết thúc thì Hùng sẽ kết thúc live stream, và tí nữa thì 5 phút sau thì Hùng sẽ live stream trận đấu chung kết đôi nam, trận đấu hay nhất. Mọi người đừng rời mắt khỏi live stream sau của Hùng nhé. Mọi người hãy theo dõi trên Facebook người chế độ xem trước để có thể nhận được thông báo ngay khi trận đấu đôi nam bắt đầu. Và một chiến thắng rất xứng đáng cho tay vợt
nữ đến từ Nhật Bản cũng sẽ đấu thứ hai một chiến thắng thực sự rất thuyết phục và nhanh chóng, đặc biệt là ở những điểm số cuối cùng 21-11, một chiến thắng.